Xin chào các bạn trở lại với kênh Mi Vlog nha. Hôm nay thì mời các bạn cùng mình đi trải nghiệm một buổi lái thử ở bên hãng xe Lincoln ha. Đây là không gian ở bên trong showroom nha các bạn. Thì hôm nay là showroom sẽ có một cái buổi lái thử, thì gia đình mình có đăng ký trước rồi nên hôm nay nhà mình sẽ đến đây để mà lái thử nha. Showroom thì rộng rãi ha, mình thấy nhân viên phục vụ cũng dễ thương nè. Wow, ghế được làm chất liệu xịn sò luôn các bạn ơi, da nắp 3 luôn nha. Da nắp 3 cũng là loại da cao cấp trên thị trường rồi nha các bạn. Sợ rất là im luôn á. Mẫu này là 7 chỗ ha. 5+2. À mẫu này là 5+2. Wow, nguyên cái con xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn ở bên ngoài nhìn rất là sang nha. Cái mẫu này là cái hiệu là mình thấy là 09 nè. Những cái đầu nhìn cái kiểu nhìn ngầu quá à. Nhìn giống như là bọt chơi đó các bạn ơi. Thật sự thì mình cũng không có rành xe lắm các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy chiếc xe này mình cảm giác như là mình thấy cảm giác là đã nha. Rất là im luôn. Ghế nữa nè, ghế bạn ơi, nhìn rất là to luôn và cái chất liệu da nó mềm mại nữa. Càng số điện tử. Wow, cái chỗ khoang lái này các bạn ơi, phải nói là rất là đẹp luôn. Ở đây là cái hộc để đi đựng lạnh luôn ha. Wow. Cái kiểu giống như là nhà quê mà đi xem xe vậy đó các bạn ơi. Nhìn thấy thích quá đi. Cái màn hình nữa nè, màn hình cũng bự nữa nha, cũng đẹp nữa nè. Cái cần số nè, trời nhỏ xinh quá luôn, dễ thương quá. Khoang lái rất là đẹp luôn các bạn ạ. Cái vô lăng cũng đẹp nữa nè. Wow. Cái này là cái tay nắm cửa nữa nè các bạn. Nhìn thiết kế vuông như này rất là đẹp ha. Hôm nay đi thì cũng có nhiều khách đến xem lắm nha các bạn. Đây là bánh xe nè. Mâm xe cũng rất là đẹp ha. Đây là hiệu xe nha, Lincoln nè. Đèn xe cũng rất đẹp luôn các bạn ạ. Đó là theo cảm giác của mình nha. Còn không biết các bạn nào rành xe thì các bạn sẽ xem chi tiết các bạn sẽ biết hơn. Còn mình thì mình chỉ là thích xe, rất là thích xe các bạn ạ. Mình trước đây mình cũng có sở hữu một chiếc xe VinFast ha. Nhưng mà mình cũng muốn trải nghiệm được nhiều xe hơn nữa và cũng muốn có cơ hội để được thay đổi nhiều xe nè. Bây giờ mình sẽ mở cái cốp xe lên xem thử ha. Ở phía xa cũng rộng nha các bạn. Để tới chắc được tầm khoảng 4 cái vali ha. Ghế này mình đi ít người thì mình thở xếp vô mình để được nhiều hành lý hơn nè. Cái này có bánh phụ luôn. À bánh phụ để ở phía dưới này nè các bạn. Cốp điện tự đóng rất là nhẹ nhàng luôn ha. Logo được thiết kế nằm ở bên trong cái phần đèn này luôn nha các bạn. Wow, đây còn có phục vụ cả một cái quầy coffee, bánh ngọt, trái cây nữa nha. Rất là dễ thương luôn. Phải nói ở đây rất là chu đáo luôn á các bạn. Đây có bánh ngọt, trái cây, nước uống nữa nè. Này là cái phần của gia đình mình nha. Nãy giờ các bạn nhỏ chọn bánh nè. Rồi ở trên bàn thì có kẹo sẵn ha, có trái cây, có cà phê sữa, nước cam nè, ai thích uống nào thì cái bạn nhân viên nó sẽ lấy cho mình ha. Đây các bạn ơi, đây là khu vực tô tượng nha, rất là dễ thương luôn nè. Các bạn ơi, các bạn đi là khu vực tượng, có bye bye nè, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty. Chị con nào không biết con gì luôn, con chú Sa nè, chú Mickey, chị con chú Anna, xe ô tô là công chúa nữa. Bây giờ mình sẽ chọn một bức tượng nha. Bức nào đây? Bây
giờ mình chọn tượng với Nga nha. À, hôm nay tô tượng là có thêm hai bi và ba đi của bạn Sala tô cùng đó nha. Bây giờ bạn Sala đang tô tượng nè các bạn ơi. Thầy Sala đang lựa một cái ngôi nhà có cái hình tòa lâu đài rất là dễ thương luôn. Hai bi thì phụ mở màu cho bé Sala nè. À, bên đây là ba đi của Sala và hai bi của Sala nha. Hai bi ơi, ba đi ơi, con chào các bạn đi nào. Chào các bạn nha. À. Bây giờ bạn Sala sẽ vào tô nha. Đây là khu vực trưng bày những sản phẩm đồ dùng của Linco nè các bạn. Từ quần áo nè, dù có đầy đủ luôn nha các bạn. Nón nè, gấu bông nữa. Các cái mô hình chiếc xe nhỏ nữa nè các bạn. Bên đây hình như là cái hộp, cái giỏ để mà mình đựng thẻ với lại đựng đựng chìa khóa. Đây là cái bình trà với cái bộ ly rất là dễ thương luôn nè các bạn. Cha của bạn Sala thì đang được anh tư vấn như là hướng dẫn để xíu nữa sẽ đi vào để lái thử nha các bạn. Này là một cái góc rất là xinh với hoa và nến thơm nè các bạn. Đây còn có một cái mẫu mô hình xe Linco nữa nè. Wow. Nhìn rất là thích luôn ha. Cuốn sách nè. Ở đây phải nói như rất là chỉnh chu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại với các bạn nhỏ nữa như thế nào. Để xem các bạn nhỏ nãy giờ là tô như thế nào rồi ha. Sala ơi, nãy giờ con tô tới đâu rồi? Tôi đã tô 3008. À, tô 3008 luôn hả? Nãy giờ tô lên hai màu đỏ với màu xanh nhìn xinh quá nè các bạn ơi. À, nãy giờ được trải nghiệm tô tượng, bạn Sala có thích không? Thích. Nãy giờ mình tô cũng hơi được nhiều ra. Wow, ở đây ngoài có tô tượng ra thì còn có cả sắp Lego nữa nè. Ba đi đang xếp Lego đó ha. Hôm nay Sala tô có tiến bộ nha, bạn thấy Sala tô rất là xinh luôn nè. Showroom ở đây mình thấy rất là tinh tế luôn nha các bạn. Ngoài phục vụ bánh trà nước rồi ra thì còn có cả tô tượng rồi có cả Lego để mà lỡ mà như chị em nào mà có con nhỏ giống như mình á thì tới đây thì các bé cũng có cái nơi để các bé vui chơi ha. Ngồi đợi cha mẹ xem xe nè. Các bạn ơi, các bạn thấy bạn Sala tô có đẹp không nè? Bạn Sala phối màu nhìn cũng xinh lắm nha. Các bạn ơi, video của hai mẹ con mình xin tạm dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Sala ơi, xin chào các bạn nào. Chào các bạn, bây giờ mình đi tới tượng đây. Ừ.